Chiều ngày 2 tháng 10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNID trên toàn quốc. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên tổ công tác triển khai đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Sự tại điểm cầu huyện Tân Lạc có đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo đề án 06 huyện. Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến nay, Bộ Y tế đã tạo lập được trên 98% dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho người dân và đồng bộ liên thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tích hợp vào VNID. Tổ chức tập huấn cho 100% các cơ sở khám chữa bệnh, tiếp nhận và sử dụng khi xuất trình trực tiếp trên VNID. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện liên thông 16 trường thông tin khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tự động điền vào các biểu mẫu, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho các bác sĩ. Bộ Công an phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bộ Y tế đã tạo lập và tích hợp gần 912.000 dữ liệu về giấy chuyển tuyến, trên 2.629.000 dữ liệu về giấy hẹn tái khám trên VNID để sẵn sàng công bố trên toàn quốc. Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử giúp người dân có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của mình, sử dụng giấy chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám thông qua ứng dụng VNID một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết và tiết kiệm chi phí. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của người dân trong việc triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNID. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tăng cường phối hợp, chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Đặc biệt, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác triển khai sổ sức khỏe điện tử và cấp phiếu lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNID trên toàn quốc đề ra. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tích cực phối hợp tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống theo thời gian thực, cùng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu